tiền đạo đội tuyển Việt Nam bước vào ngôi đền huyền thoại sau trận Indonesia. Với hai bàn thắng vào lưới Indonesia, Tiến Linh đã trở thành chân súc tốt thứ ba trong lịch sử đội tuyển Việt Nam. Tỏa sáng rực rỡ khi ghi cả hai bàn thắng ở những phút đầu mỗi hiệp đấu, Tiến Linh đã một tay giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia với tỷ số 2, không để giành quyền vào chơi ở trận chung kết của giải đấu. Đây cũng là bàn thắng thứ năm của riêng cá nhân Tiến Linh tại AFF Cup 2022 năm nay. Như vậy, Tiến Linh đã vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách vua phá lưới AFF Cup 2022 năm nay với 5 pha lập công, bằng với Tirasin Danda nhưng đối thủ có hai kiến tạo. Tuy nhiên quan trọng hơn, chân xuất sinh năm 1997 đã có tổng cộng 17 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam trong sự nghiệp của mình thành tích này giúp tiến linh vượt huyền thoại Hồng Sơn và người đàn anh Văn Quyết để trở thành chân súc vĩ đại thứ ba trong lịch sử đội tuyến quốc gia Việt Nam. Hiện tại, tiền đạo sinh năm 1997 xếp sau hai tượng đài và cũng là hai chân súc huyền thoại của Rồng Vàng là Huỳnh Đức, 27 bàn, và Công Vinh, 51 bàn. Như vậy sau khi tham dự ba kỳ AFF Cup 2018, 2020 và 2022, Tiến Linh đã có được 8 bàn thắng, chưa đủ để lọt top 10 chân sút tốt nhất lịch sử giải đấu. Hiện tại Tirasin Danda đang dẫn đầu danh sách này với 24 bàn thắng trong khi huyền thoại Lê Công Vinh xếp hạng 3 với 15 bàn. Lê Huỳnh Đức hạng 4 với 14 bàn, Tiến Linh bắt đầu thi đấu cho đội tuyến quốc gia Việt Nam từ năm 2018. Bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo đội tuyến quốc gia là tại AFF Cup 2018 khi lập công vào lưới đội tuyển Lào. 8. 17 bàn thắng của Tiến Linh cho rồng vàng tới ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Khi đó tiền đạo sinh năm 1997 sở hữu phong độ ghi bàn rất ấn tượng với 5 bàn ở vòng loại 2 và 3 bàn ở vòng loại 3. Tiến Linh sẽ còn 2 trận chung kết AFF Cup 2022 để tiếp tục gia tăng thành tích của mình và cạnh tranh với Tirasin Danda cho danh hiệu vua phá lưới. Trong lịch sử giải đấu Đội tuyển Việt Nam có 3 cầu thủ từng đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup nhưng chưa có cái tên nào ẩm danh hiệu vua phá lưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ news. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.